rừng vắng, nơi mộng chiều lắng, tiếng ca yêu thương đang chờ mong. If you want to imagine Vietnam, George Orwell's novels are the best to read. 1984, Animal Farm, they are the reality of our lives in Vietnam. And we did not elect any of our presidents and prime minister or anything. They signed a lot of human rights treaties, but they don't really teach us what human rights are, because that's like the end of the world for them. Đến năm với 4 tuổi, tức là năm 1982, thì ở Tây Ban Nha có cái World Cup gọi là España 1982. Thế nhưng mỗi lần mà muốn xem bóng đá ấy, là anh tôi cõng tôi đi sang nhà hàng xóm cách đó khoảng, gọi là hàng xóm tức là một người quen ở đấy, ở cách xa đấy khoảng độ 2 km, và cả khu quay vào đấy xem TV. Năm 1982 đó là nhà duy nhất có TV màu. Thế nhưng mà sau khi đã trong cái TV đẹp thế, quần áo mọi người, quần áo cầu thủ cỏ xanh, quần áo cầu thủ màu sắc rất là đẹp, màu vàng, màu xanh rồi thì, và tôi thấy nó hoàn toàn khác với thế giới tôi đang sống, nghèo. Thì tôi vì tình cờ trở thành nhà báo, thế nhưng đặc biệt quan tâm thì đến chính trị xã hội và kinh tế vĩ mô. Càng ngày thì nó càng giải đáp được dần dần những câu hỏi của tôi, những cái điều mong muốn của tôi từ nhỏ đó. Nhưng cuối cùng tôi cũng nhận ra một điều là nghề báo cũng không đủ. Và tôi cho rằng là cái nghề chúng ta gọi là nghề hoạt động dân chủ, nhà hoạt động xã hội hay nhà hoạt động chính trị hay nhà hoạt động báo thật sự, nó là một nghề, nó không ở bối cảnh ở Việt Nam, một nước độc tài như Việt Nam, thì không chắc là nó thay đổi được cái gì. Bởi vì Đảng Cộng sản nắm quá chặt mọi thứ, toàn trị mà. Thế nhưng mà so với nghề báo thì nó có thể tiếp cận trực tiếp hơn. Có nghĩa là mình thấy cái sai và cái bất công thì mình đấu tranh thay đổi nó, chứ mình không phải lòng vòng và chờ đợi câu trả lời từ ai khác nữa. Tôi nghĩ rằng là đó là lý do khiến tôi dần dần trở thành một nhà hoạt động. Vì biểu tình bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường ở Hà Nội, bảo vệ môi trường và đòi minh bạch, thì họ tấn công và họ gây hậu quả là tôi bị gãy hai chân, tôi là nó gọi là tràn dịch khớp gối, và mà tôi nghĩ là hành tật bị miễn cả hai chân. Thậm chí công an còn tung tin rằng là cái việc tôi bị gãy chân ấy qua là do hồi trẻ ăn chơi trác táng, trụy lạc quá cho nên bị giang mai. Then in 2016, she also joined a protest and writes about the Formosa environmental disaster in Vietnam. The company admitted that they improperly dumped the waste towards the ocean. The company from Taiwan actually agreed to pay $500 million. From the evidence the government has against Duan Trang for her upcoming trial, a report on that incident is being used as evidence against her. Mình không phải người hoang tưởng, mình không có ý ảo tưởng đến mức rằng là ngòi bút của mình có thể thay đổi chế độ hay là làm cho bọn quan chức thì phải sáng mắt ra, dân chúng phải sáng mắt ra, mở mắt cho nhiều người. Thật là một suy nghĩ, tôi nghĩ đó là một suy nghĩ thực sự là viết thì vì mình muốn viết và mình có một hy vọng thay đổi được ai đó, giúp được ai đó. Thể chế là yếu tố khiến nó hỏng, làm hỏng từ thể chế hỏng nó dẫn đến văn hóa chính trị hỏng, đến văn hóa đến dân tộc, tính cách dân tộc hỏng. Không có dân tộc nào đẻ ra lưu manh, đã thích nói to, thích nhổ nước bọt ngoài đường, thích ăn cắp vặt hay là thích làm bố người khác. Nó hoàn toàn là do môi trường, nó là do thể chế làm cho họ trở thành bệ hại. Tôi muốn thay đổi cái đó, tôi muốn thay đổi cái thể chế đó để cho người Việt Nam được sống
để hưởng cái điều mà lẽ ra họ được hưởng. Vậy cho nên tôi rất rất mong muốn là cái việc đi tù của mình hay của bất kỳ một nhà hoạt động nào khác nó phải mang lại một ý nghĩa gì đấy, nó phải có tác dụng thật sự là một sức ép ngược lại đối với chính quyền, để buộc chính quyền phải thay đổi, để buộc cái nhà nước cộng sản này phải thay đổi, chứ nó không thể là cái để nhà nước cộng sản để lợi dụng. Chúng tôi không phải là hàng hóa để nhà nước cộng sản đem mặc cả với nước ngoài đổi lấy các hiệp định thương mại hay là các thỏa thuận này nọ, đổi lấy những lợi ích, thành những lợi ích cho tập đoàn cầm quyền chứ không phải người dân. Chúng tôi không chấp nhận cái địa vị hàng hóa đó.